បាទអរគុណ។ហើយថាតើមុននឹងបញ្ជូនលោកស្រីទៅអន្លង់កងនោះតើលោកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលកាន់ចូលទៅកាន់មន្ទីរស-២១ជាមុនសិនឬក៏បញ្ជូនត្រង់ទៅអន្លង់កងតែម្ដង?ចាបញ្ជូនទៅអន្លង់កងហ្មង។បាទអរគុណ។ការងារនៅអន្លង់កងដែលលោកស្រីធ្វើហ្នឹងតើមកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើប្រមាណម៉ោងហើយគេឲ្យធ្វើចាប់ពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណា?ធ្វើពេលលំឡើង។ពេលលំឡើងគេឲ្យយើងទៅធ្វើម៉
vậy chăng mà vậy chọc rương chăng mà đó con nơi nông ẩn lông con nông ta lục sợi thua ban cho rùm bà chùm rồi có mệt tinh ở vầy tế hay nông nông ông bà chùm nông kênh dây tìa vầy khá ăn thế ổn cái ăn đang hao dương bà chùm ấy thà bật khó cái vầy mà cái đây ao dương thì vầy dương và đau dương mà bởi tha ao tôi bị chung ấy ọt miên cái hào dương tôi bị chung ấy ọt đấy à con chẳng ban này tha về đại lục sậy nơi non ẩn lồng cô nó mình miên này ná ao lục sậy thưa xoay thị tiền rồi có thị tiền lờ và cô nạp xây tiền tệ chẳng bàn thế ọt miên này bà thay dương khóc cái hai ta co sao mà đại dương mà trâu cái vẫy vẫy trâu cái vẫy cái coi là vậy đây ở dương thưa khóc bỏ kì anh chăng tao mà bà con cho nơi anh long con nâng lục sợi thọ miên khơi chôn bỏ tê chọp nó tin lúc đại tê cả là lúc trong đôi chân mình khơi miên chôn bỏ tê thế ổn đôi chân ọt miên và ông quân lục sợi ban dây thà nó pê sầm ra lục sợi ban từ ao bầm bao đọt cồn chăng trong ao lục sợi chui chùm riệp ông pi tơ đập hiệp nó nông còn lại để một đô để thay xa của má nâng ta mình tơ đập hiệp dạng nào khá lục sợi ai riệp rọ ban tế nếu con ông nói gì, khmer rương ấy đánh khát, cào bị bịa thao về thành niêm mà mắt đấy ông. Rồi thà con, bờ con khi nhom với nhau chân thang, nè, cọ đây nó bắn nè, trong tu chứ nè. Cho ông anh kịch mơ dây dây còn tại dù ta năng về dung có dung tơ về ấy có ấy tơ, miên tàu kia thằng nặng thằng mà dương này nè, miên này nè mơ còn tha chặt tăng ở dù chứ thì dù tơ. Bên nào mở đó khơi con dùng chân tao lừa con nói bao lang bao hai đồng bao kia chờ tập tập lẹ con này dương tư tư dương miền biển là thắng ở đâu nhưng sống mấy con bao một tích ăn miền đi ăn miền đi bảo con ta lục sợi à chăm bàn tế tha nơi một đồ của má nó ngậy miền của má hai bảo má nè sợi à chăm bàn tế vì miên đấy buôn đậm nẹt ấy ổn tại đọc về nẹt kha tư của vị chư tư về slap tư kha của khnề ngọt côn chân tư kỳ vô tự cọp trao tư vì mình chưa ra này hát sâu và nào buôn đậm nẹt đang mơ mơ tư chơi tầm mơ tư nã mơ chia của chia tư nã chư của chư tư côn chư của kem ai ở dương đâu mơ cái tham miên pet mơ hay dương chạy mơ ấy dương miên pet nã bà học quân lục sợi lục thiên nhóm ở sầm nô ấy chỉ bận to sầm ở sáng cà rai ăn rạ chiết bậc nhóm bận to sầm nô bạc sầm chừng sầm nào thay vì nhà ăn rạ chiết je vous remercie monsieur le président madame Bou Thon je voudrais vous poser quelques questions concernant votre privation des libertés à S24. Est-ce que pendant votre détention à S24, vous étiez libre de ne pas travailler? Est-ce que vous étiez libre de parler avec les autres personnes qui travaillaient là-bas?
Ất miên sợi phiếp dây mùi kê bàn kê. Vì Ất miên rương ấy nâng trao dây mùi kê phòng. Est-ce que vous étiez libre de partager vos idées ou de critiquer l'organisation du travail, la qualité ou la quantité de nourriture ou la qualité des soins médicaux? ចាំម្នាក់ម្នាក់ក៏អត់ហ៊ានហ្មងມັນហ៊ានយាយហ្មងខ្លាចគេលឺមិនថាវាក្រុងតែខ្លួននឹងឲ្យតែមកយប់អមកយប់អមិនអាចទៅនិយាយគ្នាអីបានទេដឹងគ្រាន់ថាទៅធ្វើការទៅទាំងអស់គ្នាទៅមកស្លូនដេកដេកទាំងអស់គ្នាទៅអត់ហ៊ានយាយអីទៅបីបាយឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់គេឲ្យស៊ីប៉ុន្មានក៏អត់ហ៊ានយាយដែរ Est-ce que vous étiez libre de circuler somme nous dans à l'endroit où vous étiez arrêté? Rứ có cái ao nâu ta mà còn lại đôi chỉ cả khùng khốn. Chà bớt xuống cho em thạm. Đà tàu ná có một bản. Dương ăn miên sức đà, hãy đá một nâng đà tàu ná. Mà hai mô bị thưa ca bánh lún xùm rạ tàu. Kê vai ở kèng phông mà ngược tàu tiết tàu. Miên bị đà phòng. Hãy đá có một nâng đà tàu ná. Bởi vì người ta chụp cục hỏi cục ẩn chiêng hỏi ẩn chiêng mới tại đào ẩn rùi. Si je dis qu'en réalité vous n'aviez aucun droit, aucune liberté et que vous ne pouviez prendre aucune décision par vous-même, est-ce correct? Étiez-vous donc sous l'emprise, le contrôle des personnes qui dirigeait et vous surveillait à S24, lorsque vous étiez sous ce contrôle total? Trong mùi cho nó chạy tới mình nó sàn sai xâm nẹ cái đá ta mà nẹ tới. Thì em nói ta thư ca nghĩ ấy tớ thư ta nâng tớ. Ất miên là bàn hiền dây dần nung ấy mùi cái nỉ ấy ất ấy. Cái bà ta nói mình anh ta thư nung tớ nhưng tớ tam kê tớ. Mình anh ta thư nung tớ ta thư tam kê tớ. Mình đã hiền tỏ và ta chạy về đáy về trường ấy ná không miên tớ. Merci. Dans cette période à S24, est-ce que vous vous êtes senti considéré ou respecté en tant que femme, en tant qu'être humain? Vậy rồi mà thăm mê cái bình chia to to cái kia mình đang một dây một bữa một dương phòng. Lần kia tục dương xa mà nâng xa y phòng. Cả nụ đôi thai chỉ vật cái nhóm bánh nâng việc. Bởi vậy rồi mà thật chọn kia xâm lập xa mà nạ bán xa mà nâng nâng là hai dương. Vậy rồi mà thăm nó thằng ngày nụ để chăm thằng ngày xa lập. J'aurais deux dernières questions, Monsieur le Président. Est-ce que les détenus étaient généralement en bonne santé
Est-ce qu'ils étaient plutôt maigres sur place? ពួកគេនឹងមានរូបកាយស្គាំងស្គមដែលរទេនៅសមភ័យ4ដែលឋានលងកងនោះអ្នកណាស្គមក៏ស្គមទៅអ្នកណាគេមិនសូវស្គមក៏ធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់ថាការនោះវាខ្លាចគេទោះបីជាស្គមស្គាំងប៉ុន្មានក៏នៅមានកម្លាំងតស៊ូទៅគេប្រើទៅត្រូវតែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់ Madame Bou Thon, dernière question que j'aurais. Si quelqu'un venait de l'extérieur et se rendait à S24, dans une des localités où vous avez travaillé, est-ce qu'il aurait pu voir facilement que les détenus étaient maigres ou en mauvaise santé? ដល់បីគេសម្គាល់អ្នកនោះទេតើគេអាចមើលឃើញថាតើអ្នកនៅកន្លែងនោះមានសុខភាពមិនល្អហើយស្គមស្គមដែរឬទេចាកណោបើសិនជាញ៉ៃថាឃើញមិនឃើញឬក៏ថាឃើញដោយចៃដន្យទេសិនអីឬថាគេនៅក្នុងលងកងនោះវាមានផ្ទះគេមួយធំ ចាកណាគេដឹកអ្នកដេញមកហ្នឹងគេបញ្ចូលក្នុងក្លុបក្នុងផ្ទះគេហ្នឹងទៅហើយយើងមិនមើលឃើញគេអត់ឃើញទេតែដែលអ្នកមកហ្នឹងມັນជាស្គមទេអ្នកខ្លះមកឡើងស្អាតចាយក៏មានដែរចាពីថាគេយកពីមន្ទីរពីក្រសួងមកគ្នាអត់ទាន់បានមកចូលឡើយហ្នឹងអត់ទាន់ទេនៅស្អាតស្អំក្រាន់ហ្នឹងតែហ្នឹងថាវាដល់ពេលឡាហើយទៅយើងទៅធ្វើការបាត់នឹងគេយកតាណាតាណីទៀតយើងអត់ដឹង Je vous remercie beaucoup, Madame Bou Thon, d'avoir témoigné. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. មេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរ សាក្សីរំនេះ ហើយ មេធាវី មួយ ក្រុម មាន ពេលវេលា 5 នាទី ហើយ សរុប 4 ក្រុម គឺ ស្មើ 20 នាទី សូម អញ្ជើញ ជា ប្រធម នាង ខ្ញុំ សូម គោរព លោក ប្រធាន លោក លោកស្រី ជា ក្រុម និង អង្គ សមនាការ ទាំង មូល នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ តំណាង ដំណឹង រដ្ឋបវេនី មេធាវីតំណាងដំណឹងរដ្ឋបវេនីយើងខ្ញុំបានសម្រេចថាឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ពេលវេលាទាំង 20 នាទី ដើម្បីធ្វើការសាកសួរទៅសាក្សីរូបនេះ ជម្រាបសួរលោកស្រី Bou Thon នាងខ្ញុំឈ្មោះទីស្រីណា ជាមេធាវីជាតិនិង លោកអលង់វុនណឺ ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ នៅក្នុង ក្រុម 1 យើងខ្ញុំ ទាំងជាដំណឹងរដ្ឋបវេនី នៅក្នុង ក្រុម 1 សូមធ្វើការតាំងសំណួរដល់លោកស្រីមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើការតាំងសំណួរនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់លោកស្រីមួយតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយរបស់លោកស្រីនាងខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យលោកស្រីឆ្លើយឲ្យបានហើយខ្លីៗពីព្រោះថាពេលវេលារបស់នាងខ្ញុំមានការកំណត់នាងខ្ញុំសូមធ្វើការតាំងសំណួរដោយធ្វើការចង់សូមបញ្ជាក់លោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយ ដែលលោកស្រីបានជម្រាបអង្គសមនាការរួចហើយថាមានការចុចពិលហើយនឹងដកមនុស្សយកទៅបាត់តែម្ដងជារៀងរាល់យប់តាក់ទងនឹងកំឡុងពេលហ្នឹងដែលលោកស្រីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍បែបណាដែរ មានអារម្មណ៍ភ័យដែរកាលនោះ មានអារម្មណ៍ភ័យថាតែມັນនិយាយទេថាថ្ងៃនេះលោកគេចក្រោយដឹងចំណាយើងអត់ដឹងហ្នឹងចាមានអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបោះនាងខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងឲ្យលោកស្រីបានជម្រាបអង្គសមនាការថាលោកស្រីធ្វើការងារនៅក្នុងអន្លង់កងពេលដែលលោកស្រីធ្វើការងារនៅក្នុងអន្លង់កងនោះតើពេលហ្នឹងលោកស្រីមានដែរបានឃើញទស្សនភាពនៅក្នុងការវាយធ្វើបាប
អ្នកធ្វើអ្នកតោះផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ អត់ដែរឃើញ ចុះលោកស្រីមានដែរឃើញអ្នកដែលស្លាប់ដោយអំពើទារុណកម្មនៅទីនោះដែរឬទេ អត់មានទេ ចុះមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានដែរឬទេ អត់មានផងអូនអត់មានឃើញដាច់ពោះស្លាប់នៅនឹងផងអត់មានទេ ខ្ញុំសូមបន្តសំណួរនាងខ្ញុំតទៅទៀត តាក់ទងទៅនឹង ចំណុច 1 ដើម្បីរំលឹកដល់ការចងចាំដល់លោកស្រី គឺជាចំណុចដែលលោកស្រីបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹង បុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា កាលពី កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2004 ដើម្បីជាចំណួយនៅក្នុងការរំលឹកដល់លោកស្រីទៅលើសម្ដីដែលលោកស្រីបានឆ្លើយកាលពីកំឡុងឆ្នាំនោះ ខ្ញុំសូមធ្វើការអាននៅចំណុច 1 ហើយនឹងសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដល់លោកស្រី ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ លេខ 00054 52 លេខ 5 និងលេខ EON ជាភាសាអង់គ្លេស ដែលមានលេខ 00283851 នៅក្នុងនោះលោកស្រីបានធ្វើការសម្ភាសដោយគេបានសួរលោកស្រីថា ចុះពេលដែលមីងបិទទ្វារក្រឹប គាត់មាននិយាយប្រាប់មីងអ្វីខ្លះទេ លោកស្រីបានឆ្លើយថា អត់ទេ គាត់និយាយថ្ងៃមុនទេ អាហ្នឹង ដែលខ្ញុំថា ប្តីខ្ញុំអត់ស៊ីបាយ 2-3 ថ្ងៃ ខ្ញុំចាប់ច្របាច់កគាត់ បានគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណា គាត់ប្រាប់ដែរថានិស្សិតដែលមកពីស្រុកគេយកទៅសម្លាប់នឹង ហើយអ្នកសួរក៏សួរបន្តទៀតថា និស្សិតមកពីស្រុកណាមីង មីងក៏បានលោកស្រីក៏បានឆ្លើយថា មិនដឹងមកពីស្រុកណា គ្រាន់តែថាគេឲ្យគាត់មកដឹក គេក៏សួរលោកស្រីថា ប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកទៅ លោកស្រីក៏ឆ្លើយថា អត់ដឹងទេអូន គេក៏បានសួរលោកស្រីទៀតថា គេដឹកមកពី លោកស្រីក៏បានឆ្លើយថា កាលនោះគ្រាន់តែដឹងថា ចុះពីលើកប៉ាល់ហោះ លោកស្រីក៏បានសួរលោកស្រីទៀតថា គេដឹកយកទៅណា លោកស្រីក៏បានឆ្លើយថា គប់ទួស្លែង គាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថា ចុះមកភ្លាម វ៉ាលី គេដាក់ឡានផ្សេង មនុស្សគេដាក់ឡានផ្សេង ណាអូន បងនិយាយប៉ុណ្ណឹង អូនឯងគួរដឹងហើយ គាត់ប្រាប់អញ្ចឹង គាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹង តាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះ ខ្ញុំ តើលោកស្រីអាចចងចាំបានទេ លោកស្រី ពិតជាបាននិយាយដូច្នេះ ប្រាប់ទៅបុគ្គលិកមន្ទី បុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ចាខាងនោះ ប្តីខ្ញុំ គាត់ទៅ បើកឡាន ដល់គាត់មកវិញ គាត់អត់ប្រសាបាយមែន មុខគាត់ស្ងួត ហើយគាត់អត់និយាយអីទាំងអស់ គាត់ថាមនុស្សស្រីមិនអាចនិយាយអីប្រាប់បានទេ ដល់ហើយខ្ញុំស្ងាត់ដល់ខ្ញុំលួចសួរគាត់ថារឿងអីបងឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំ យើងមកពីគុកត្រប់ណា មានតែពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធទេហើយបើរឿងអីបងឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹង គាត់ថាគាត់អត់និយាយទេ ដល់ថ្ងៃក្រោយឡើងខ្ញុំបិទទ្វារមែនខ្ញុំចង្វាច់ចកគាត់ ខ្ញុំថារឿងអីត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំ ហើយគាត់ឆ្លើយថាមនុស្ស យើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាខ្លួនឯងមែនទេ ព្រោះអ្នកមក គាត់មកដល់ចូលគុកទួស្លែងអស់អត់មានអីទេ គាត់ថាអញ្ចឹង ខោអាវវ៉ាលីគេដាក់ផ្សេង មនុស្សគេដាក់ឡានផ្សេង ហើយចូលទៅគុកក្នុងគុកទួស្លែង គាត់និយាយតែប៉ុណ្ណា គាត់អត់មានថាម៉េច គាត់បានពាក្យអពតគេថា មនុស្សស្រីមាត់ចាប់មាត់ព្រៀប គេមិននិយាយប្រាប់យើងទេ ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែន តើប្តីលោកស្រីមានបានប្រាប់លោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុអ្វីបានជាគេបញ្ជូននិស្សិតទាំងនោះ
đây nị sật đài mọc bị cây vật tê tiếng nô tật đạm mình tì xòm phây muối tại quận miền bắc gặp lục sợi đã được tết từ lâu chấm nổi ní quận miền giấy quận đăng ngày đài phủ quận đôi sông đài ខ្ញុំ សូម ធ្វើការ បន្ត សំណួរ របស់ ខ្ញុំ ត ទៅ ទៀត ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង លោក ស្រី ដែល នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1979 លោក ស្រី បាន ជម្រាប ទៅ មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារ កម្ពុជា ក៏ ដូចជា បាន ជម្រាប ទៅ លោក ចក្រម លាវែន ថា លោក ស្រី បាន ទៅ ជាមួយ នឹង ជន ជាប់ ចោត ឈ្មោះ ដូច នេះ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា ពេល ដែល លោក ស្រី ទៅ នោះ លោក ស្រី មាន ការ បង្ខិត បង្ខំ ពី គេ ឬ មួយ ក៏ លោក ស្រី ទៅ ដោយ ខ្លួន ឯង cha cả nó đôi khi ông chỉ mà riêng chăng thao viên là ngôn phê kế mình vẫn không ấy tay nó thật rốt tao tao kế đó vì ông đã đăng ngàn ngoa và rốt ấy chăng đó nó ta tử kế mình ưu tiên dưới cái hoàn thành cái tờ ở chanh cái hoàn thành chanh tầng ở kia chanh tầng ở kia hay chanh thì chanh chứ tao tao kế đó ta nói nè kế chỉ nè prap lục sợi tha ở chanh cô nè cho bà thiên prau dương rõ đoàn nắng lưu sô thạc rộp tục đung đung nồng bênh phương hoi với tay nó là rốt tam kỳ ọt miên đang thao ở rô mày ơ vầy ná ai ọt ọt nắc hơi chứ là tớ tam kê đồ đi ngồi chứ là khai kê bạc sạp bạc á chứ là tớ tam kê đó lục sấy của ban chùm rịp tớ ông xâm nạ ca đá tha lục sấy bê nung lục sấy ban chụp chôn chọp chót cực đội bê đây lục sấy chụp chôn chọp chót nữ nữ bê nung ta lục sợi miền bắc sáng kết đấy ta bên nung chân chập chót quạt ơi cứ chia bát thiên quạt chia bát thiên rồi quạt chia nẹt đắk nông kê đọt đá rồi mỗi cọ quạt chia bọc cơ sầm mạnh thầm đà nó không cùng lòng bên nung bên lại chuột quạt đang ấy cứ chuột quạt đà nó phải hai trăm mét thì dương nó dương đâu coi đòi lại ta dương này ở miền đang thắng là quạt mình chia ở dương tự tiết ấy ọt ọt miên còn là khơi chẳng khơi còn đà ở vì thợ bồn mà trường mà chẳng tất còn kia chẳng ọt prap ta khơi nắng ớ nắng ớ nắng ta và nắng hai tiết á mình tự prang prai thảo mà rút tự mưa rút tự ấy ọt thì họ khơi còn đà khơi còn đà chanh tớ nhưng còn là mưa cái phép thá nụ và thiên xòm phẩy mối qua tha và nắng ấy khơi đà nó bắt tiết tớ bạn phẩm án dương rút chạy thì rút tự tiết tớ nếu ta rút ai ta vui đánh bánh nâng thiệt thật. Nhưng xong xuống bọc rồi bằng tích tiệm tông tên nâng chùm nội mũi nếu bây đại lục sợi tư nâng nẹ đại tư chùm mũi khi nâng cứ tư sắp tài chi nẹ tốt rưu mũi có miên này con tộc mai cửa hôm tại đài tớ miên ta ổn miên ta ngọc nì miên thân nạ ta đo miên xe miên ấy đặt cường xong phải rẹ hộp bài yên chân tớ tớ tam khá nìa ta ngọc nó mặc rộng cái nó tớ giờ tớ tam kê đó ta miên nè tớ tớ cho mối chùm nôn bà mán nè đá lục sợi ai bà hai bàn đá rực tế lúc chơi mình rộp tha và mán mình đăng ngay ổn phần vì mình nước viên mình hô pi mà rồi nè ấy đấy vì chưa ra ơn đại có đâm bay mà pi bay tia đại nếu rốt tơi nhá nếu đâm bay tia tia đó đâm bay tia cái chạy bay sập lòng sập bay mà đông nè hô chân tư miền ấy hô nâng kiền ai nâng tư bây đây lục sợi ban chụp cho mỗi nâng chuẩn chụp chào núng bây núng ta bây đại lục sợi ban khơi quật ta than ở phía nâng ở cặp kệ giả bọc quật nước non cùng lòng pe nâng dạng mạch đá quật miền ở róm sọc đá rưu mưa có mưa tới bảy đôi chỉ quật thom mặt đá cái nó đôi chỉ ọt màn chuyện cây mục ấy bộ ngay vì khỉ khơi cho mà plei chẳng tự bạt tự đôi chỉ mình tái mưa tới quật đôi chỉ nước thom mặt đá chứ đôi ta dưỡng đôi ta kê chẳng đại tử
khăn nhưng không có phải ăn ai khay có sợi khảo nó đau vững chẳng tới mưa mà phê chẳng tới mình tập ban sừng cây thắt hơi cọt nâng về dạng mạnh tiệt ấy ớt đấy ớt mình ban hơi như thế tiệt tông tân nâng cầm lóng về để lục sợi nơi tino ta nơi quê cầm lóng về nâng lục lục sợi miền đại ban lư sô kê bạc cả đôi chiếc khăn crom crom nẹt cà pê nưng khăn top khmer cơ hom nưng miền ban bạch chôm nằm bay bạc cả thà nằng thưa càng nghe vậy to từ tiệt tế bị pru ấy bạch chấm on nưng cứ cầm bông tam thật nước non thàn lập hiệp đại tọa Việt Nam tam cầm tịch tam kê miền ban bạch chôm nằm bay bạc cả thà thật nằng thưa miền cô bầm nằng thật thưa ấy to từ tiệt đại được tế ắt miền tế ắt miền bài phiền phải chung miền ấy tiền ắt miền này nhâm xong phải chạy mình tết chẳng miền này thay lục sợi ban chụp đôi tay mà đong tê rứ chà chụp tay mà đong nó khơi tay mà lên đó ở đây chụp tiền đây ắt miền này nhâm miền sầm nốt toạc luôn mối đài tang niệm ở đài niên nhâm cất thay lục sợi cứ chia một côn mà nè đài luôn nơi không sầm máy pot có đôi chia lúc xây có chỉ chôn rong cua mà nẹt đài chân những nhóm miền sầm núp to luôn môi tiện toang tân năng ở pành hạp to luôn ở bờ lục xây nông cạn này đài lục xây to thọp vừa chia ưu tiêu hoa tha nông cạn này mối lục xây ta lục xây miền thọp ban ở vừa ai nở nam mà nẹt miền độ bốn nam tôi tại môi đòi ở chết tần nà rứa cột đòi chia mình ruồi tới tại phơi tay khát tay mặt đòn ta lục sợi nâng miên bị bắt đệ sợi đai rồi tề khi em xua thạt xua chùm nón bị chùm nón pol pot rư xua toa khluôn lỡ nắng ấy xua lục sợi toa khluôn tay mặt đòn nhâm xong bật chạy bật thay một tích nhâm chọn trong xua tha và sân trực ta lục xoay miên đai thọp phơ ai nó nam mà nẹ miên độ bốn nam tôi tại môi đại ạ chết tần à miên này thay lục xoay ạ chết tần à nâng thơ vía rư môi cọc nức nông cả đàn ấy môi đó chia mần ruồi lục xoay tôi tại phơ tay mà đòn xua ta ta lục xoay miên vị bật đệ xoay tôi lơ tổng vớ nâng đai rực tê khiêm đôi chị đã ở đài miền phơ ở vậy ở khâu phòng ở khâu ở đôi thay phơ ở mặt ở khâu vì sơn đan chặt khi nhóm cứ nhóm mặt miền khi nhóm ban chỉ vật đang cài mà cứ khiêm chọn phơ ở vậy ở tận là o hay bà sân kia phơ khóc mà nuôi mà nẹt ổn bà sân kia phơ khóc phải hai chị miền này vì vấn đề gì này mình ọt tê ta bao giờ này luôn khi nhóm cứ khi nhóm mà đai thưa vậy ở khoi xong bây ta mà đai ở phục nhóm cái đây cái ông cua xa đâu chết cái đây khi nhóm cắt vì tôi mà đau nên khi nhóm ở đây chạy luôn cho môi nẹt nào mà đòn là liền từ xưa bơm chưa từ kết mới ông phải ôn cua xa nhóm nhóm ở chạy hè khi nhóm đang ở nhà là bỏ khi nhóm mà nhà là bỏ kì ở chạy từ kinh vào vành hai thưa vậy ở khoi vì đây sẵn đàn chặt cái nhóm cửa miền ta lục xoay năng bằng to ca thơ vì to tật tiện đại rực tế và sân cạn này và sân bà lục xoay ban thơ vì vì cả việc cái đấy năng cái vì làm nàng đam ra đồ ní kìa viền cả tăng dùm nùa แบบอุปมาวิธีวีหนึ่งมันเอาน้อมรกาปฏิการบาสู่อุปมาวิธีคือเนี่ยจำเลยนั่งก็จะอุปมาอุปมาหมดเลยจึงดูสมนุสู่สมนุเฉลี่ยนั่นไม่เอาเปียป้อนจะไม่หนึ่งองไห้ได้เกิดเป็นเรื่องเจ้าประกันจะเลยจนจับเจ้าสมอคนหลบประเทศเนี่ยขย่มสมอสมนุกับปัญใต้เนี่ยขย่มเมียนสมน้องปอมวย
បើសិនជាលោកប្រធានអនុញ្ញាតតេតតងទៅនឹងការសុំអោយជន់ចប់ចត់ក្នុងការបំភ្លឺទៅលើចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ អង្គជំរាបអនុញ្ញាតហើយជន់ចប់ចត់ចាំស្ដាប់សំណួររបស់មេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមរឿងនេះហើយនឹងឆ្លើយតប ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំមានចម្ងល់ក៏ដូចជាចំណុចមួយដែលចង់ឲ្យលោកជួយបំភ្លឺទៅនឹងស្ថានភាពនៃនិស្សិតដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យដែលរៀននៅក្រៅប្រទេសដែលបកគុំនេះកម្ពុជាជាធិបតេយ្យបានហៅបានធ្វើការហៅដើម្បីឲ្យត្រឡប់មកចូលក្នុងស្រុកវិញខ្ញុំចង់សួរថាតើមូលហេតុអីបានជា បកគុំនៃកម្ពុជាហៅអ្នកទាំងនោះត្រឡប់ចូលស្រុកវិញចំណុចទី2តាក់ទងនឹងចំណុចទី2ពេលដែលនិស្សិតនោះដែលត្រូវបានគេហៅត្រឡប់មកវិញតើគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរស-21តែម្ដងឬមួយក៏យកទៅណាផ្សេង លោកប្រធានជាទីគោរពប្រធានបទនេះវាឃ្លាតពីទុកវិធានាផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីប៊ូថនតើលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយបំភ្លឺរយ៉ាងម៉េចសូមលោកប្រធានសម្រេចដោយគោរពអនុញ្ញាតដោយសារមានចម្លើយមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដែលចុះពីយន្តហោះជានិស្សិតនោះហើយជាការដែលគាត់ច្បាច់កប្តីគាត់ ដើម្បីឲ្យប្តីគាត់ឆ្លើយថាការលាក់ការសម្ងាត់អីហ្នឹងណាវាទាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតដែលមកពីបរទេសហើយដាក់ឡានហើយដឹកបបែករវាងមនុស្សនឹងវ៉ាលីដាក់សម្ភារៈហ្នឹងហើយអះអាងថាដើរដឹកចូលមកស-21ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែចម្លើយគាត់មិនច្បាស់ទេព្រោះគាត់និយាយថាប្តីរបស់គាត់ក៏មិនដឹងដែរហើយប្រហែលជាលឺតាមគេទេប៉ុន្តែចង់មេធាវីចង់សួរ ចំណុចនេះបានច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការហៅហើយនឹងបើហៅមកហើយថាទោះថាតើដឹកជញ្ជូនការដឹកជញ្ជូននឹងពីពលានយន្តហោះពូជតុងចូលទៅផ្ទាល់ដាក់នៅឃុំឃាំងស-21ផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកប្រធានជាទីគោរពបញ្ហានិស្សិត បញ្ញាជននៅត្រឡប់មកពីបរទេសចូលមកស-21វាច្រើនតំណៈតំណៈដំបូងគឺគេយកមកទុកនៅតាមជំរំអប់រំសាធិមីមរិយសិនបានគេបញ្ចូលមកឲ្យនៅស-21ដល់ក្រោយមកខ្ញុំឃើញសេចក្តីវិភាគនិងវិនិច្ឆ័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ជាពិសេសគឺប៉ុលពតសម្រាប់មករយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺពួកបញ្ញាជននិងនិស្សិតដែលមកពីបារាំងអ្នកណាក៏មើលឃើញតាមការសង្កេតច្បាស់លាស់ចឹងមែនដោយលោកភោគហូនលោកសង្កេតហើយដែលអ្នកស្រីប៊ូថងចាំបាច់កោប្តីសួនចុះពីឡានម៉ាលីទៅផ្សេងមនុស្សទៅផ្សេង មនុស្សចូលស-21ដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់បកគុំនិកម្ពុជាដែលប៉ុលពតដឹកនាំវាបដូរកាន់តែសាហាវឡើងចំពោះបញ្ញាជននេះជារឿងពិតខ្ញុំនិយាយនេះអត់មែនដោះខ្លួនថាដោយសារប៉ុលពតគាត់សម្រេចឲ្យស-21ចាំតែធ្វើទេ បើយើងមើលឲ្យខ្លីគឺរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងមើលទៅអកតកម្មនេះខ្ញុំឆ្លើយដាក់គ្នា ស-21គឺវាមានទួលនាទីរបស់វាដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជាតិប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអនុញ្ញាតពេលលោករិចពេល
ấy đã được trong mình chấm trong nâng sở hợp chung không còn này để khi nhóm xa rạp hiếp tốt cũng không bọc nhóm nơi không biết trong mình chấp không còn này nữa sẽ đi mù thân hay nó bởi chí chân cầm bởi chí tầng mù ở màn trước mắt luật xông bình chấp xông nguồn hết đời cổ rục bản này Tăng niên ai niên khi nhóm chị đam đang rộp ở bên này niên khi nhóm xông thay nhầm nó côn đo lục sợi Bou Thon đại ban ឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងអង្គសម្មនាការនេះក៏ដូចជាឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះសំណួររបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណជាកិច្ចបន្តអរគុណព្រះគុលវិទ្យការទៅមេធាវីការពិគ្រីដើម្បីអាចមានសំណួរសួរដល់សាក់សីឈ្មោះប៊ូថុនក៏មានធំជើញមែន សូមអរគុណនិងសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកចក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងគោរពអង្គសវនាការទាំងមូលលោកស្រីសូមលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកដូចលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងណាថាលោកដូចលោកមិនសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃមែនតែលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ នៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់មិនបានលោកស្រីដឹងថាដូចមិនដែលសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃសូមលោកស្រីបញ្ជាក់ចុះបើខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំថាអត់បើខ្ញុំមិនឃើញផងបើថាឃើញឈ្មោះនឹងមកវាយពុកអញ្ចឹងថាឈ្មោះនឹង ថាអត់ថាដឹងមកទៀតខ្ញុំឃើញថាអត់សូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅទៀតលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានៅសម័យប៉ុលពតជាដំបូងលោកស្រីអត់បានដឹងថាគេយកមនុស្សទៅសម្លាប់ចោលទេតើអញ្ចឹងមែនទេថាអត់មែន បើសិនជាដឹងថាគេយកមនុស្សចោលហ៊ានថាដៀលបដិវត្តដៀលអីទេវាអត់ដឹងហើយបើខ្ញុំដឹងដល់បែកហើយចាំបាច់រត់តាមគេទៀតសូមអរគុណអញ្ចឹងក្រោយពីលោកស្រីបានដឹងថាមានយកមនុស្សទៅកំទេចនិងក្រោយពីដឹងថាអ្នកកំទេចគេបើមិនកំទេចតាមបញ្ជាគេទេ គេនឹងកំទេចខ្លួនដែរគឺលោកស្រីមានប្រសាសន៍បាញ់មិញអញ្ចឹងថាគេបជាតតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរលោកស្រីថាក្នុងចិត្តលោកស្រីតើលោកស្រីខឹងនឹងអ្នកណាបើគេបជាតតគ្នាយ៉ាងនេះសូមលោកស្រីបជាខ្ញុំមិនដឹងទៅជាខឹងនឹងអ្នកណាទេឡើយ ស្រុកឡូវនេះខ្ញុំដឹងខឹងអ្នកណាខ្ញុំគ្រាន់ថាឲ្យអ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែដល់ដាក់កំហុសមិនដឹងដាក់ឡើលើអ្នកណាទេដាក់លើតពតពតក៏បាត់ហើយហើយតែដាក់លើអ្នកណាទៀតបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងដាក់លើអ្នកណាទេសូមឲ្យតារិទ្ធិការធ្វើម៉េចមេធាវីអាជ្ញាធរធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យសមហេតុសមផលតែប៉ុណ្្នឹងបាន សូមអរគុណសូមជូនសំណួរនេះទៅលោកប្រធានសូមមេត្តាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមេធាវីអន្តរជាតិមេត្តាសួរសំណួរតទៅទៀតសូមអរគុណសូមជើញមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិ Monsieur le Président, en l'état des questions qu'a posé mon confrère, je n'ai pas de questions complémentaires à poser à ce témoin. ដែលសហសេវករបស់ខ្ញុំបានសួរហើយនេះហើយនោះគឺខ្ញុំពុំមានសំណួរបន្ថែមសួរនោះទេសូមអរគុណលោកប្រធាន Vậy trong các thông qua bản thêm lời mặt tệ dựa bó đầy chuyên nghiệp chọt bàn lực lượng mà đoàn để hơi trong phù sắc hay căm từ bỏ
Sasay chumo Bou Thon ni. Lok Pathean je ti korop. Sakai kam robah nek srei Bou Thon. Vi cheng mau pi chet kla han robah kot. Đang là dây ca bệnh. Hơi việc trên mọc bị tốt với tình nia để nó làm rầy không khuôn khuẩn chán cho em hơi. Côn ở bây bùn nhạc. Bây nhạc sắp đôi mình đang rướng. Hai côn trong cơ thể sắp là không đầy không bị ruột. Nít có sẵn mặt ở bùn nhạc chẳng sông xong tựa tuôn chẳng thả chẳng bùn nhạc. Và đấy có khi nhóm ọt này dây lực cầm hô thà nếch cứ mau bị nẹ srei chìa xa mà sạp hiệp lọc bầm bầm mê xa tê chìa mẹ kia bạc của mình đi Campuchia mô nốt lọc bầm bầm mê xa kia ọt yếu prà tê có bần tái bật khai chìa có lực thôn thua không mẹ kia có bần tái ca xâm lập bằng đốt đèn miền nơi không chua hơi vì chỉ rừng mùi thật nơi không ăn nạch ăn nặng đèn Pol Pot căn cặp đôi chân này xâm lạch dô lô phụ hôn chanh bì cơ xuân tham ở Pol có ai chân trái xâm lạch xong bây giờ thả cơ xuân tham ở Pol nơi bên không chân nằm ở Pol mà rồi chất sập vào muối chúng chấp bị bẹt cả đại tham bom rồi chết sụp mũi thất bắt đồ nhận đất nòm hời mình là lưỡi bằng rực trò được tiền tế cứ là lưỡi bằng ốc hai lần mất tròn có vấn đề bắt đồ nhận à cái đó miệng kia và nơi chỉ miệng kia là bọc bạc đôi chân này ca để dục luôn hậu hôn tranh máu có chỉ miệng kia bạc của mình đi Campuchia hơi bọc con máu cứ không nên bọc con từ nào tới bình chí miền chấp hai hậu hôn là chôn nó xong phải mũi đời lại cho cậu mà bình nhạc đầy chơi con bọc lục phô khôn nên sẽ bị Bou Thon ở miền đình chi của bận mến nhóm có chứa đôi nhạc sẽ bị Bou Thon này thả ở tầng nào đi nâng đúng đôi chân này mà chân năm nhạc sẽ nhìn chơi nơi bằng chương ai ở khó đê cả lành nâng sọc ở đây nhạc sẽ sọc con nhạc sẽ cứ nơi tì nô cầm hắn thê bên đi cứ bất chấp cầm hăng robot chỉ cho Campuchia mà nè, không cầm nòng phải chỉ cho Campuchia rob liền nè để bắt bằng vào đây xây cồn chạy là bên đâu nhưng tổ tua rồi, tự thay nè, chỉ tự thay xuất chợ đó, nhưng tổ tua rồi, đời cổ rục. Bà sân như bị tốt cầm hôn nâng ca sau cái đài trong chiếc bà chi chân cấp bà chìa trong ôl mốc trong giang mạch thật cao là tốt giang mạch xôp anh chương chiếc bà chi chân cấp bà chìa lúc thơ chốc bà sân chỉ miên tùm niêm tùm đọc Khmer đôi chùm non cà rào bà chi su kri su quật tơ mạnh tính kì cúp đồng thơm mò tới Stefan, tới lời Echen bà chị cho anh Campuchia lục phương chân thì bọc không khó khăn tổ thuốc lạc chỉ bất khăn nhóm mùi bếp thiếp nâng chỉ bất bà chị cho anh để bắt băng chỉ bất tờ nơi không biết lúc rộp liên nhạc khi nhóm ấp miền khơi chỉ bất khăn thay chân nói thì bà thiên khi nhóm xong sạp khi nhóm tổ thuốc cầm hóa chúng bố mục nẹ sẽ Bou Thon nơi nửa mục ông xạ văn à cả thầy ní mà chờ chụp chụp chơi Thank you, Mr. President. Maybe now it is too late, but the speech of the accused brings the witness in to a situation that she cannot and is not able, as far as I can look at
her reactions to sit there and to accept this speech. That is my impression, and I would like to either grant a break or to stop this speech, which makes the accused to the victim, and I would really intervene at this point. This is not appropriate. Thank you so much. Thank you. ក៏ក៏ទង្គលរបស់មេធាវីហើយមន្តិសាស្ថានភាពនៃជនជាប់រងគ្រោះអាចមានអញ្ចឹងសាក់សីអាចមានបញ្ហាមិនដោយសារ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមតរទៅទៀតបន្តិចការដែលខ្ញុំរំលឹកពីទុកសោកវេទនារបស់អ្នកស្រីប៊ូថនក៏ដូចជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដើម្បីឲ្យឃើញទំហំទុកដ៏ធំធេងដែលខ្ញុំត្រូវតែទទួលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំត្រូវតែទទួលដោយខាងម្បានខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបអង្គសវនាការរួចមកហើយថាវិនិច្ឆ័យកម្មនៅកម្ពុជាអកតកម្មនៅកម្ពុជា ដោយតម្លៃមួយស្រាប់ចឹងពាក្យខ្មែរគេថាតម្លៃមួយស្រាប់កុំយកចឹងអីទៅបាំងហើយខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយជូនអង្គសហគមន៍ការឲ្យតាមវិស័យសហគមន៍ការនេះជូនចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យថាពេលនេះកុំយកស្រុកអំពើ២សន្តិទៅបាំងស្រុកអំពើទី១គឺស្អីគឺថាអានេះគឺមកពីចំពោះស្នេហាជាតិ I'm sorry. ដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយជូនអង្គសហគមន៍ការហើយថាខ្ញុំអត់យកចង្អេរទៅបាំងទេហើយសភាពការពេលនេះអ្នកខ្លះគេយកស្រុកអំពើ២សន្ទឹកទៅបាំងស្រុកអំពើទី១ស្អីគេថាចំហសន្នេហាជាតិយើងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើមកពីចំហសន្នេហាជាតិយួនណាវាឆ្លៀនពៀនយើងវាមានផែនការអានឹងស្រុកអំពើទី១ស្រុកអំពើទី២គឺមិនឆ្លៃដាក់គ្នា ខ្ញុំអត់ដឹងទេចំពោះរូបខ្ញុំអង្គតកម្មដែលធ្លាក់ទៅលើបន្ទុកទៅលើជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំអត់ប្រកែកទេជាមេគារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំអត់ឆ្លៃដាក់គេទេស១២១វាមានតួនាទីរបស់វាមួយច្បាស់លាស់នៅចុងបញ្ចប់នេះចំពោះមុខអ្នកស្រីប៊ូថុន ឆ្លៀតឱកាសនេះចំពោះមុខអ្នកស្រីប៊ូថុនក៏ដូចជាចំពោះមុខជនរងគ្រោះទាំងអស់ខ្ញុំសូមរំលែកទុកដោយស្មោះសូមគោរពរំលែកទុកនេះដោយស្មោះនេះទី១ទី២គឺសូមគោរពទទួលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់របស់តុលាការដោយគ្មានប្រកែក ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានសម21ខ្ញុំទទួលអង្គក្រិតកម្មនៃការមាននៅក្នុងសម21ទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តដោយឡែកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសខ្ញុំក៏នៅតែទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងអោលលំទោនបំផុតចំពោះអង្គក្រិតកម្មនៃការឡើងនៅក្នុងសម័យនេះសូមឲ្យជាប្រជាជនកម្ពុជាលោកចង្អុលមុខខ្ញុំចុះកោតទោសខ្ញុំចុះតាមចិត្តខ្ញុំអត់ប្រកែកទេ សូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះហានដូចអ្នកស្រីប៊ូថុនចឹងនិយាយមកចោតខ្ញុំចុះខ្ញុំអត់ប្រកែកទេសូមគោរពទទួលសូមចាប់បណ្ណេះដោយគោរព
ជូនដំណើរគាត់ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់គាត់វិញអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជូនចាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំជូនចាប់ចោតមកកាន់សាលាសម្បាការវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 សូមជូនក្រោកឈរ